Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể Phật tử gần xa thân mến, giờ đây chúng ta tiếp tục nghe tiếp cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Hôm nay là ngày 17 tháng 4 năm 2008, tôi sẽ triển khai lần này là kỳ thứ 22 trong cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa. Hôm nay tới kỳ thứ 22. Như chư Phật tử gần xa đều biết đó, trong cái chương trình hướng dẫn tu học từ xa này thì tôi cố dụng ý nhắc nhở Phật tử cũng như là tăng ni trẻ gần xa để ý về cái cách gọi là tu hành của đạo Phật. Cái chữ tu hành đó nó rất là thân thiện với tất cả mọi người, nhưng mà có khi bị dễ nói quá, ai nói cũng được, thành ra thì cái từ tu hành nó mất đi cái tác dụng đích thực của nó. Tu là phải thực hành đó. Người nào muốn tu theo đạo Phật là phải thực hành, mà thực hành đó thì là phải thông qua thiền định. Cho nên là cái loạt bài này đó thì tôi nhắc nhở các Phật tử, cái trọng tâm là các vị phải học tham thiền, phải để ý về cái chữ tham thiền. Từ cái khởi đầu tham thiền mới có học về tư duy, về quán chiếu. Có tư duy, có quán chiếu thì mới nhận thức được đâu là chân lý, đâu là phi chân lý, đâu là đúng với cái đạo Phật mà Đức Phật muốn dạy cho chúng ta, đâu là hoàn toàn sai với đạo Phật mà Đức Phật không có dạy bao giờ. Vậy mà trong hàng tăng ni xuất gia cũng có nhiều người làm hoàn toàn không đúng. Tất nhiên là cái thành phần mà làm đúng thì là những bậc là tiên sư, tổ sư, những bậc mà mình đáng thờ phượng, tôn trọng, cung kính, cúng dường thì từ xưa nay vẫn có. Vẫn có nhiều chứ cũng không phải là ít lắm. Có, nhưng mà không nhiều lắm chứ không phải là không có. Còn cái phần sai đó thì phải nói là nhiều lắm, là tại vì là không có dụng ý học đạo, không có dụng ý hành đạo, và thật sự là cái chữ tu họ không rành, không biết chứ. Mình chữ hành thì lại càng không có nữa. Cho nên là Phật tử để ý, tăng ni trẻ để ý, chữ tu có nghĩa là mình phải sửa chứ. Đã nói tới tu rồi, chữ tu là sửa đàng hoàng mà, viết chữ đàng hoàng thì các vị muốn viết thì viết cho mà coi. Chữ tu là phải sửa, cái nghĩa đen của nó là tu là trao, trao dồi đó. Thì cái nghĩa cũng là nghĩa đen, mà nó kế đó là sửa. Thí dụ như tu kiều bồi lộ là sửa đường, đắp bờ,
tu tạo chùa chiền hay là tháp miếu hay là nhà cửa gì đó, thì là, tức là sửa. Chữ tạo là lập mới, mà chữ tu là sửa, sửa những cái cũ giờ là bồi đắp kiến tạo cái mới, gọi là tu tạo. Chứ tôi là sửa đàng hoàng, chứ đâu có, đâu phải là vô chùa rồi mua Phật lớn, mua Phật cho lớn, nhiều Phật lớn là để lại vậy đâu. Mà từ lâu rồi mình bị cái đó nhiều lắm. Có những cái chùa mà ở Việt Nam cách đây là 30 năm, tôi đau lòng hết sức. Cái chùa đó, chùa cổ, mình ra bỏ một lần 40-50 ông Phật vậy đó. Ta bỏ hết trơn, ta đem đỏ bỏ rồi ta xả tội, ta làm một cái chùa lầu mà có một cái căn căn nguyên phía trước vậy, ta đem mấy chục ông Phật ta để lên trên đó, ta bỏ đó coi như là nhốt lại vậy đó, đóng cửa kính nhốt lại, cái thỉnh một loạt. Bởi vì cái chùa đó, cái bà đi trưởng là bà Nguyên Tiền giỏi lắm, thành ra bà nói là tôi cúng, nói là cúng, cúng một loạt Phật mới không. Cái ông hòa thượng này cũng là thường thân cận, tôi cũng thường thân cận vui mà. Hồi đó mình còn trẻ, cách đây 40 năm mà mình còn trẻ. Mà ông hòa thượng này ông lớn tuổi hơn mà ông hoạt động cũng dữ. Ông ra ngoài Hòn Nghệ ông mới xây cái chùa, ông lệnh cả cái vùng đất ngoài Hòn Nghệ ông xây cái chùa, rồi ông xây cái đài, cái tháp cao ngoài đó. Rồi cái ông đi xin, ông xin chẳng những là xin hết mấy chục cái ông Phật mà được nhốt ở trong cái kho của cái chùa kia, rồi ông xin thêm các chùa khác, những cái tượng Phật mà là ta chê cũ, ta chê già, ta chê xấu bỏ đi đó. Rồi ông mới mượn một cái chiếc tàu kia, bằng chiếc tàu của hải quân của chế độ hồi xưa. Tàu kia bằng tàu của một ông đề đốc đó. Tàu đó là thuộc về Hồng Thập Tử, trong cái ngành Hồng Thập Tử. Tàu cũng lớn đó, chở đi ra Hồng Nghệ, rồi làm đám linh đình ngoài đó. Rồi ông bổ nhiệm hết ráo, ông bổ nhiệm là bất cứ ông gì cũng được. Ông bổ nhiệm là cái chỗ đó là cái động thất Phật, chỗ đó là động thất Phật, thì ông đem 7 ông nên để lên cái động. Bởi vì hang núi nhiều lắm, ở ngoài Nghệ nó nhiều cái hang, nhiều cái chỗ là để coi âm u trong sâu thẳm trong đó. Chỗ đó thì xứng đáng để 7 ông ngồi, thì gọi là 7 ông, thì ông gì cũng được, gọi là thất Phật. Rồi đem chỗ khác là trang trí chỗ đó 3 ông thì gọi là tam thế. Rồi đem chỗ nọ là một ông thì gọi là động địa tạng, ví dụ vậy. Rồi cứ đặt tên động ra mà bổ nhiệm. Rồi ông và tên ông dùng cái từ bổ nhiệm, tôi cười muốn chết luôn. Bởi vì là không có tên Phật thì ai rồi biết tên được. Rồi thì là ông cứ đặt tên ra vậy đó. Mà trong đó có những cái gì mà không biết họ tả cái tượng gì mà có để tóc đuôi gà, giống như mấy người mà là búi tóc vậy đó. Rồi ông cũng đặt bổ nhiệm luôn. Đấy, chuyện đó là chuyện có thật, là tôi đi theo cái cảnh đó, cho nên tôi mới biết đi biển là thế nào đó chứ. Chiếc tàu hải quân đó đi từ Sài Gòn ra tới Hồng Nghệ, đi suốt đêm mới tới. Ôi trời trời, mới biết thế nào là đi đường biển. Lần duy nhất là tôi được đi biển ra khơi là do hòa thượng đó bổ nhiệm cả mấy chục ông, không cần tên, tên cũ bỏ hết, xóa sổ, bỏ cái sinh làm cái sinh mới. Thế thì cái cách mà thờ Phật như vậy đó, tôi nói Phật tử để ý đi, các vị thiền định, các vị nghĩ đi, thiền định là tư duy, mà nói tư duy thì có người nghe khó nghe nữa, thôi là nói là cứ ngồi đó mà suy gẫm, mà nghĩ ngợi đi, coi cái việc làm như vậy đó,
Rồi đối với Phật là như vậy đó. Mà trước kia là mấy mươi năm cũ, mấy mươi năm trước là người ta thờ ta lại đấy. Nhưng mà bây giờ coi như là cho hưu trí bằng cách là xóa sổ, là khai sinh hết, khai tử hết cái tên cũ, rồi khai sinh lại cái tên mới, rồi bổ nhiệm như vậy đó. Là các vị thấy nếu mà mình loại ra gì thì cái ông đó, cái vị đó mà mình lại đó, thì họ có quyền năng, họ có thể cứu hộ giúp đỡ gì mình được hay không? Nghĩa là họ là cái người mà muốn đặt tên gì là đặt, cho cái tên gì là hay cái tên này. Thì chừng là xóa sổ, đốt cái tên, cái tên đó thì cho cái tên khác, bổ nhiệm cho khác. Rồi mình, cái ông đó cũng vẫn cứ là ông đó. Người ta muốn đặt cái ông gì cũng được. Mà đó là những người tu hành đời nay đó, trong phẩm giới trần tục đó, mình ta làm vậy đó. Giờ thì Phật tử là đương nhiên là đi lại tu đồng lắm, Phật tử cũng đi lại đồng lắm, đi ra cũng đi ra nghệ cúng cái trận cũng đông lắm chứ. Tôi cũng ở được chơi mấy ngày ngoài đó, chứ tăng chứ đi cũng gần ngoài đó vậy đó. Đó, cho nên cái vấn đề đó là vấn đề mà tôi nói không phải nói xấu đâu. Chính tôi đã từng đi trong đó, đi đưa Phật đi để được bổ nhiệm an vị, mà giờ tôi không có làm, tôi đi chơi vậy. Hồi đó mấy vị đó gọi tôi là quân sư Từ Mậu Công, bởi vì tôi tên là Từ Thông. Là ông hòa thượng đó, ông muốn hỏi cái gì là hỏi tôi là được hết, hỏi tôi là được, hỏi tôi là tôi nói là xong đấy. Thành ra là trong cái nhóm đó, trong nhóm họ thích tôi đó, họ gọi tôi là Từ Mậu Công. Từ Mậu Công là thầy chùa Long Mũi Trâu thời đời nhà Đường. Ông Trình Giáo Kim cứ ông chửi ông Từ Mậu Công là thầy chùa Long Mũi Trâu. Bởi vì đó ông đó là ông là quân sư, mà ông muốn sai cái gì là không thể không nghe được. Ông lãnh đạo trong cái thời kỳ đời nhà Đường của Lý Thế Dân đó, nào là La Thông Tảo Bắc, nào là Tiếp Núi Chinh Đông, Chinh Sang Chinh Tây, thì cũng đều là có Từ Mậu Công, có Trình Giáo Kim. Mà Từ Mậu Công sai Trình Giáo Kim những cái trận như là Viên Gốm mà không đi là không được. Thì ra ông ghét, ông gọi Từ Mậu Công là thầy chùa Lỗ Mũi Trâu, vì ông đó có con lưu mũi có lẽ là lớn hay sao đó. Thành ra hồi đó, lúc đó tôi cũng được gọi là Từ Mậu Công. Từ Mậu Công có nghĩa là muốn hỏi tôi gì là hỏi. Mà tôi sắp xếp, tôi nói là thì tôi không làm, nhưng mà người khác làm là được. Mà tôi có cái khả năng đó. Cũng như cái trường Phật học của mấy cả trăm năm nay không ai cất cái trường Phật học ngon như cái trường của tôi làm vừa rồi. Trường đó là cả trăm nay không có, thậm chí là cả 200 năm cũng chưa có. Mà nói 6 tháng là làm 6 tháng. Nói không mượn tiền là không mượn tiền. Và cuối cùng cái trường không hề mượn tiền, không hề mượn trước gì hết, mà làm 4-6 tháng. Có trễ cho hầu khoáng là 6 tháng 15 ngày là trễ đó, là vì mình phòng ngừa những cái ngày mà trời mưa người ta làm không được. Cho nên là thật sự là 6 tháng ký hợp đồng, mà cái ngày tôi lãnh là 6 tháng 15 ngày để trang trí dọn dẹp thiệt sạch sẽ. Dạy được giảng được đó là 6 tháng 15 ngày. Mà ban vệ thì nói là đông, chứ kỳ thật là coi giống như là một mình làm thôi. Trời, cô đơn hết sức. Nhờ nói như vậy là không phải là mình làm, đó là cái sự đóng góp của toàn thể Phật tử gần xa trong nước ngoài nước. Và cũng có sự ủng hộ chú Thầm Gia Bị của toàn thể chư Tăng Ni, các vị tôn túc. Tổ trì thì mình làm mới được, chứ không phải một tay mình mà mình làm được. Có sự hỗ trì, có sự giúp đỡ ngầm, dù là ta không trực tiếp. Nhưng mà cái chủ trương tôi nói 6 tháng là 6 tháng, và nói làm được là làm được. Vì vậy mà hồi đó, thời gian đó là các thầy thuộc gì lớn lớn tuổi hơn mớ hoặc là ngang ngang đều gọi tôi là Từ Mậu Công. Thế thì là cái việc mà tôi nói nãy giờ là tôi muốn nói với các vị rằng các vị đừng có tin các cái tượng Phật.
gần đây tôi có đi một cái đám an vị Phật. Mà trong lúc an vị đó người ta mời tôi cũng đốt, tôi cầm cây nhang tôi cũng cầm vậy, rồi tôi cũng đưa cho những cái ban nghi lễ đó lấy cái nhang cầm vậy. Mà khi mà tụng rồi đó tôi làm một bài thơ. Tụng rồi sau đó tôi làm bài thơ. Bài thơ là gọi là lễ tôn vị thánh tổ. Là bài thơ này là an vị thánh tổ. Bài thơ rằng: anh đã sanh rồi em chữa sanh, em vì vĩ kỷ quá đành hanh, lẽ thường em kính anh thì phải, ai để quyền huynh lễ bái em. Bài thơ như thế. Khi anh, nghĩa là khi anh đã sanh thì em chữa sanh. Mà em chữa sanh là đương nhiên em là em rồi đó chứ. Đúng vậy, khi anh đã sanh rồi mà em chữa sanh là em là em. Vậy mà em vì dị ngã quá đành ha. Em xưng anh, em xưng em là ông Quan Âm hay là ông Địa Tạng hay là ông Ngọc Hoàng hay là ông Cà Chiết gì chẳng hạn. Tự em xin em vì ngã anh thừa em thượng lên em đặt tên em vậy chứ em đâu có là cái gì đâu. Anh sinh rồi em chưa có kia mà quá đành hanh. Anh em đành đứng lên trên để cho người anh là đốt nhang rồi khấn nguyện rồi quỳ lại rồi phải lại em. Mà anh là người sinh trước, anh là anh mà. Sinh trước em bao lâu thì không biết. Sinh trước em có thể là 15, 20 năm, 30 năm, 40 năm, thậm chí 5, 60 năm cũng có. Bây giờ em mới, anh mới đi mướn thợ hồ. Anh mới đi mướn cái thợ kia bằng nghệ nhân tạo ra cái tượng em. Thế thì cái người nghệ nhân kia đã là anh hay là cha không chừng. Bởi vì cái người đó tạo ra cái thân em kia mà. À vậy mà em đành vị ngã quá đành hanh. Thông thường thì em kính anh thì phải. Đây bây giờ là để cho anh là một cái người mà tục ngữ của Việt Nam, phong tục Việt Nam gọi là quyền huynh thế phụ. Khi mà cha chết rồi, khi người anh trai đó là có khả năng là thay thế cho tất cả em, có thể gả em gái làm xui dùm thế cho cha, thay lời mẹ gả em gái được, thế cho cha thay lời mẹ đi cưới vợ cho em trai được. Và mọi việc ở trong cái gia đình là sắp xếp là đều là quyền huynh thay thế được. Đó là cái phong tục của Á Đông, mà nhất là Trung Quốc và Việt Nam. Thế thì bây giờ là để cho quyền huynh lại đi lễ bái em là sao? Tôi có cái ý tưởng đó. Nhưng mà cái này tôi làm tôi để tôi chơi vậy thôi. Tôi để tôi chơi để tôi nói với những người đệ tử Phật muốn nghe đạo Phật, kỹ muốn học đạo Phật. Cái bài của tôi làm cái giá trị nó không khác nào cái bài của Thiền sư Đơn Hà mà đã bao nhiêu ngàn năm đã lưu lại trong kinh điển đó. Đơn Hà thiêu mộc thật, viện chủ lạc tu mi, nhất tràng kỳ đặc sự mà thiên hạ thiểu nhân tri. Kinh sách Phật ghi lại cái chuyện của Thiền sư Đơn Hà. Một bữa khuya nọ, mọi người đều thức dậy công phu tụng niệm thiền định gì đó. Riêng về Thiền sư Đơn Hà là bưng một ông Phật gỗ. Hồi xưa là Phật gỗ chứ, cả mấy trăm năm trước rồi, cả
Thời gian trước thì người ta không biết làm phần xi măng, cũng như tượng đồng rồi, ít được, không phải lúc nào ai cũng làm được tượng đồng. Tại đây Phật gỗ, ông Đơn Hà ông bưng một ông Phật xuống, ông chẻ ra, ông chẻ Phật ra, rồi ông đem ông đốt. Đốt thì còn có người ta nói là đốt để nấu nước uống chơi, khuya lạnh. Xứ Trung Quốc là tới chiều mùa đông mùa khuya lạnh dữ lắm, là vừa đốt vừa hơ mình lại vừa nấu nước uống chơi. Thế là tới trình cái ông viện chủ mà ông có mấy ông điệu nào báo cáo lén hay sao đó, ông viện chủ nghe được, ông nói trời Phật ơi sao ông Đơn Hà ơi ông sao ông lỡ đành mà ông lấy Phật mà ông sẽ ra rồi ông đốt vậy nè, rồi còn nấu nước uống chơi nữa, sao ông xem thường Phật quá vậy? Ông nói thì có sao đâu, thì bây giờ cần củi cần lửa, rồi bây giờ thì trời lạnh này thì mình đốt cái nào mình hơ còn nào nấu nước uống có sao đâu, sao ông làm vậy? Viện chủ hỏi sao ông làm vậy, là làm vậy là để tìm xá lợi, vừa tìm đốt Phật để tìm xá lợi để thờ, tìm xá lợi để thờ cúng. Còn nếu không có thì mình nấu nước uống rồi mình hơ cho ấm. Ông kia ông nói ông có khùng không mà ông đốc Phật tượng ta thờ mà ông tìm ra lợi cho ông. Ông nói nếu ông này không có ra lợi là tìm ông khác. Ông kia sững lòng mày ra, gần như mất hồn. Ông có điên xăng Phật gỗ mà ông đi tìm ra lợi, mà ông này không được mà ông còn nói rằng ông này không có xá lợi là tiền cũng khác. Bởi vì nếu ông Đơn Hà ông nói nếu mà không có xá lợi là không phải Phật. Ôi cái câu nói gì gớm đấy. Và sự thật dù có đốt bao nhiêu ông đi nữa cũng không có xá lợi. Như vậy thì cái điều, cái bài học đó là cái bài học mà ghi lúc kinh điển bao nhiêu đời nay đó, để nói lên rằng là trong tượng gỗ không có Phật. Rồi gần đây người ta làm tượng xi măng rất đẹp, cũng không hề có Phật ở trong đó. Rồi tượng đồng bây giờ ta đúc cái 7.000 ký vậy. Tôi có mấy ông đệ tử họ khoe với tôi là họ thành công lắm, họ đúc tượng Phật toàn bộ thay tượng Phật hết, tượng bằng đồng hết. Chùa cả trăm năm trước đó thì làm bằng tượng gỗ, tượng đất. Bây giờ ông này là có khả năng, có uy tín đó mà, người ta cúng tiền cứ thay tượng hết bằng đồng. Hỏi làm sao bao nhiêu, làm sao biết đường đâu mà tiền bao nhiêu, rồi bao nhiêu một ông, mình làm sao mình biết mà mình có mình làm dữ vậy? Ô thì nghe cái ông thầy này đó, ông thầy này là học trò tôi mà, ông nói bây giờ dễ lắm rồi, thôi là cứ nghĩ mình có 7.000 là được một ký lao động. Thế thì là nếu mà mình muốn làm ông đó, ông Phật đó là 10 ký thì mình cứ như tiền 7.000 ký vậy đó mình nhân lên. Muốn làm ông đó 100 ký thì cứ 7.000 ký nhân lên là thợ họ đúc tất, đúc được tất, không có ông nào là đúc không được. Địa Tạng đúc cũng được, Quan Âm đúc cũng được, Di Đà đúc cũng được, Phật Thích Ca đúc cũng được, A Nan Ca Diếp thì đúc tất. Thế thì là người ta làm vậy đó. Rồi các Phật tử nghe thử đi, nghe cái thử coi tại sao là mình là với ông thợ đúc là cái người mà khai sanh mình làm ra Phật, làm ra Bồ Tát là như vậy, là có đúng chân lý gì không? Có phải là có thể là mình và cái ông thợ đúc đó là anh đã sanh rồi em chữa sanh, đúng không? Đúng quá chứ gì nữa, anh đã sanh rồi em chữa sanh. Còn tệ hơn nữa là tôi nói lần trước là có mấy cái thằng tu sĩ, mấy người sinh viên mà nó chưa có học hành gì hết mà nó dám khai quan điểm nhãn cho Bồ Tát, cho Địa Tạng, cho Quan Âm, rồi nó khai luôn cho mấy ông thần tài, cho người ta nữa, người ta đem tới rằng mà cái chùa mà tôi nó đang lấy lại đó. Cái trường Phật học mà tôi đang cất rồi đó, nó lấy lại làm việc đó. Trời Phật ơi, mình thấy thiệt rồi, mình dưới con mắt của mình là mình là cái người lớn tuổi, mình có học đạo, mình thấy cái đó mình chịu không nổi đó. Không lẽ mình nói nó làm việc, nó nói mình thấy mình tức giận, không lẽ mình nói vậy?
Nó vậy thì mình đóng thành là như quỷ thì sao nữa sao? Cho nên là mình lấy cái đề tài là như quỷ thì sư để mình tập. Mình tập tu, tập nhận thức, tập quan sát mọi việc trên cõi đời này như quyển cho nó khỏe. Mà bây giờ nếu thấy nó làm vậy mà mình tức giận thì mình bỏ mất cái như quyển rồi sao? Cho nên là cũng không dám tức giận nữa. Cho nên làm thấy tức mà cái tuần mặt của nó vậy đó. Một thằng không học gì hết, ở đó làm kinh tế, tụng kinh bậy bạ, xí xô xí xào vậy đó, rồi nhận tiền ăn ở đó, rồi đi làm tiệm cơm chay, rồi bán rồi để tiền xài riêng như thế, còn ta giết trong chùa thì ăn cơm của chùa mà không làm gì cho chùa hết. Vậy mà cái ông đó có quyền khai quang điểm nhãn cho các vị thần tài, cho các vị địa tạng quan âm, rồi người ta muốn an vị người ta thờ thì bây giờ cái ông đó mình nghe cái đó mình phải tức đó chứ. Nhưng mà không được, không nên tức, không bằng lòng thôi bỏ đi, đừng có tức, tức là lỗ lãi đó. Cho nên coi chừng cái vấn đề lại lục lại ai. Cái ông đó không có tên tuổi gì hết đó, mà cái ông đó là cái người nghệ nhân làm ra ông đó, và mình là cái người bỏ tiền ra đặt tiền làm ông đó, và những người bá tánh bổn đạo bỏ tiền ra cúng tiền để làm ra ông đó. Thế thì cái người cúng tiền và mình là đại diện cho thân chủ, mình là cái người lấy tiền đưa tiền, và cái ông nghệ nhân làm cái hình tượng đó, tất cả hàng ba thành phần này là thuộc về anh, thuộc về chị. Anh đã sinh rồi, em chưa sinh. Vậy mà khi mà làm xong cái tượng em rồi đó, em đành vì em gì vì ngã quá đành thanh, để cho tất cả chúng anh chúng chị lại dục em. À, em quá đình anh à, cái gì vậy, ngã quá đình anh. Thông thường anh chị kính thông thường đó thì là em kính anh chị thì phải, chứ sao lại nỡ để cho quyền huynh quyền tỷ lễ bái em là sao? Lễ bái em để cầu em gia hộ, cầu em ban phước để trừ họa là sao? Đó, cho nên cái việc làm của ông Đơn Hà là vậy đó. Đơn Hà dám làm bữa nay từ thông, ông Nguyễn Như Nguyễn Thiền Sư từ thông này dám làm một bài thơ đó, cái giá trị ngang bằng với giá trị của ông Đơn Hà mà đốt Phật đó. Nhưng mà ông Đơn Hà làm đã từng bao nhiêu ngàn năm rồi, không nhớ rõ, đã có ai nghe bao nhiêu đâu, có ai mà dám đốt Phật đâu. Thì chỉ gặp là lại cúng hô quyên là cúng để làm tượng vậy thôi, chứ có ai nghe ông Đơn Hà đâu. Thì cái ông Như Nguyễn Thiền Sư Tự Thông này bữa nay làm cái bài thơ gọi là an vị thánh tượng đó thì cũng vậy thôi, cũng chặt được cái gì lỗ lã tới lỗ lã. Còn những người ta làm vậy, người ta khai quan điểm nhãn vậy là được 100 ngàn vậy, dễ sơ họ hát vậy là được 100 ngàn, 200 ngàn. Còn gặp mấy người mà sọc đó thì 500 ngàn tới 1 triệu cũng được. Còn có người ta dám bỏ ra bạc tỷ ta cúng để mà làm tượng Phật đó chứ. Cho nên là nói như Đơn Hà là lỗ, nói như Nguyễn Thiền Sư Từ Thông là từ lỗ chí lỗ. Ít có người nghe lắm. Có, tôi biết có người nghe, hiện giờ đã có người nghe rồi, nhưng mà để ít quá, ít quá. Chẳng những không nghe mà người ta nghe người ta còn ghét nữa cơ. Người ta nói cái ông Phật trời đó giờ tôi lại muốn chết cả cuộc đời, tôi cúng là bạc 100 triệu tới bạc tỷ rồi, mà bây giờ cái ông này ông nói vậy là coi như công lao của tôi hồi trước, giờ tôi cúng rồi lại giờ không có phước hay sao? Cho nên tôi ghét cái ông này lắm, tôi không có nghe cái băng giảng của ông này được. Đấy, chuyện đó là chuyện có thật. Thành ra tôi cũng không dám ép, không dám hy vọng nhiều, mà mong rằng là những người đệ tử Phật nghe rồi suy nghĩ, nghiệm, suy nghĩ, rồi phân tích, rồi nhận thức, rồi mình bỏ những cái gì không đúng, mình lấy, mình làm những cái gì đúng. Đấy, cái yêu cầu của tôi là chừng ấy thôi, chứ tôi không dám hy vọng rằng là cái lời của tôi nói là
là bắt buộc có cái ý gì đó cho mọi người phải nghe. Không được đâu, không được. Đức Phật Thích Ca xưa kia mà độ là ba thành phần độ được, mà còn có ba thành phần độ không được, gọi là tam năng mà tam bất năng. Có ba trường hợp ba thành phần Đức Phật có thể giúp đỡ được, có ba trường hợp có ba thành phần Đức Phật muốn độ mà độ cũng không được, gọi là bất năng, muốn cứu cứu cũng không được. Thế thì cái vấn đề tu là phải hành thôi, mà tu là phải sửa thôi, phải sửa những cái gì xấu, những cái tánh ác độc ác của thân, cái tánh độc ác tội lỗi của miệng, cái tánh độc ác tội lỗi nó phát xuất từ ý là mình phải sửa đó, phải sửa ba cái nghiệp ác của ý, đó là nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si, nghiệp mạng, nghiệp nghi, nghiệp ác kiến. Tham sân si mạng, mạng nghi ác kiến, rồi tôi sẽ đề cập, đó là tư hoạch đấy. Rồi những cái hiện tượng nó biểu lộ ra bên ngoài là do thầy tà bạn xấu xã hội đào tạo ra, mình có thể có những cái nghiệp là càng nhẹ hơn, đó là chấp về thân, gọi là thân kiến, là biên kiến và tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Ôi, gọi chung là kiến hoặc thực hoặc, tôi sẽ nói rõ hơn để cho những Phật tử nào mới tình cờ mới được nghe thì sẽ hiểu được cái đó. Cái đó là cái nguyên nhân đau khổ của cõi ta bà đấy. Hôm nay là tôi bắt đầu tôi nói cái cõi ta bà thêm đó, triển khai thêm về cái cõi ta bà, là cái cõi tham nhẫn mà chúng ta đang ở đây. Thế thì bây giờ tôi nhắc lại là Đức Phật Thích Ca đấy là giáo chủ của cái cõi ta bà, là cái cõi mà ai ở trong đó đều phải chịu mọi sự khổ não. Nhưng mà cái chỗ này là chỗ khó nói này nè, cái cảnh ta bà mà chúng sanh bị đau khổ đó, nó không hề có làm khổ cho ai. Mà chúng sanh mà ở trong cái cõi ta bà này mà hình thành ra một cái loài động vật cao cấp là con người đó, cái thực tánh của nó cũng giống như là tất cả mọi sự vật, nó cũng giống như là núi sông đất liền trời tăng bay nước cỏ cây hoa lá. Nó không phải là cái nguyên nhân đau khổ cho kiếp con người. Cái này là cái cũng phải thiền định mới thấy được. Con người ở trong cái vũ trụ này, cái kiếp con người sinh ra trong vũ trụ này theo đạo Phật là sinh ra không phải là khổ. Vậy mà thực tế con người ai sinh ra cũng đều bị khổ là sao? Đó, cái chỗ đó là cái chỗ phải tham thiền và phải thiền định mới thấy đó. Chỗ này là tôi nhắc cho các Phật tử để ý đây nè. Con người của chúng ta sinh ra trong cõi đời này không phải là sinh ra là khổ, mà tại vì khi mà chúng ta sinh ra đó, cái thân của chúng ta đó, nó kết hợp bởi ngũ âm. À, khi nào cái thân ngũ âm nó kết hợp lại bằng năm cái chất là ngũ âm thì cái thân nó bị chi phối bởi ba khổ, tám khổ. Ở trong khổ đế, ở trong giáo lý tứ đế là ba khổ tám khổ, các vị học rồi đó. Hễ cái thân ngũ âm thì là còn bị chi phối bởi ba cái khổ là khổ khổ, hành khổ, hoài khổ, sinh lão bệnh tử khổ, cầu bất đắc khổ, ái biệt ly khổ, quán tán hội khổ và ngũ ấm sĩ thành khổ. Ba khổ tám khổ, cái thân mà chịu cái đó là do thân ngũ ấm. Chứ bắt đầu mà tu tập mà cho tới khi nào mà đạo Phật mà gọi là cái thân ngũ quẩn đó là bắt đầu là nhẹ khổ rồi đó.
Tôi nói cái này nó có tính cách sâu sắc mà phải học, mà phải thiền định cơ, cách gì mới thấy. Cũng năm cái thành phần, năm cái chất, năm cái tâm. Bởi vì có những cái có chất thuộc về cái những cái thành phần mà thuộc về tâm mà nó không có chất, mà nó có tâm. Còn thành phần nó thuộc về sắc á, thuộc về một chất thì nó có chất. Mà cái thân của chúng ta nó cấu tạo bởi một thần, cái đầu bên đây, cái đầu bên A là cái thành phần có vật chất, gọi là sắc quẩn, gọi là sắc ấm, nó có vật chất. Còn cái đầu bên kia, cái đầu bên B đó là thức quẩn, nó không có vật chất. Mà trong cái thức quẩn thì nó gồm có thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm. Bốn cái thành phần đó là không có vật chất, bởi vì nó thuộc về tâm. Mà tâm thì nó chỉ có tác dụng thôi, các vị học rồi đó, hữu tác dụng, hiện thọ dụng và hiện sở tri. Đó là ba cái dữ liệu bên cái thành phần của tâm. Mình nói dữ liệu trên nó không có tài liệu, nhưng mà nó là những cái khái niệm. Khái niệm đó phải hiểu nó bằng công năng, bằng tác dụng, bằng cái công năng thọ dụng, bằng cái công năng mà con người là có nhận thức, có hiểu biết, có khác với những cái loài vô tri vô giác của thực vật và khoáng vật, cho nó không có, nó không có vật chất. Thế thì trong cái thân, mà cái thân ngủ ấm mà cũng cho của chúng ta mà được thành tựu lại đó là do vật chất, là bên sắc, bên sắc ấm, và tinh thần là bên thức ấm. Mà khi mà còn gọi là sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, ấm, hành ấm, thức ấm, là cái thân đó có, nó đi đôi lại với là với cái căn bản phiền não rồi, gọi là kiến, gọi là tư hoạch. À, cái thân đó khi mà thành phần năm cái thành phần đó hợp lại mà sinh ra một cái loại một cái hình thái của một con người, một loài động vật cao cấp là con người, thì cái lúc đó nó khi sinh ra là đã có mang cái tính nghĩa là không trong sáng, không lành mạnh, không thanh tịnh rồi, thì lúc đó gọi đó là cái thân đó là thân ngũ ấm. Cho nên là khi mà cái thân ngũ ấm sinh ra đó, thì Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều nghiên cứu, ông đúc kết ra cái bài này, tôi cũng nói hoài thôi, nhưng mà bây giờ tôi vẫn có quyền nói lại, là tại vì không phải ai cũng có nghe tôi từ trước tới giờ. Cho nên là Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều nói rằng, thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. À, ban đầu đã vừa trong bụng sinh ra là có tiếng khóc rồi. Đó là thân ngũ ấm đó nha. Còn học Phật cho kỹ rồi là các vị là khi mà tới cái thân ngũ quẩn là không phải nói vậy nữa được đó. À, thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, khóc vì nỗi thiết tha sự thế. Đây, mình mang thân ngũ ấm này là mình đi vào trong cái sự thế rồi đó. Ai bài trò bãi vẽ nương dâu, tăng răng đến thở bạc đầu, tử sinh kinh cụ nó làm nao mấy lần. Đây, mình mang thân ngũ ấm là mình có tử, rồi có sinh, rồi có kinh, rồi có cụ đó. Chứ kinh là sợ hãi, là chứ cụ là sợ hãi, chứ kinh là khiếp đảm hải hùng đó. Tử sinh kinh cụ nó làm nao mấy lần. Sống trong một cuộc đời cuộc thành bại hầu căn mái tộc. Ôi, sống trong cuộc đời mấy mươi năm vậy đó là thành bại biết là bao nhiêu. Thành bại dữ lắm. Sinh tử tử sinh, thành thành bại bại, hên xui mãi. Cũng là hên xui mãi. Mà thành bại thì hên xui mãi. Như vậy chứng tỏ rằng là cái cầu nguyện gian sinh không được. Đấy, nó tương quan. Cho nên là các vị nghe tôi nói đi, nghe như Nguyễn Thị Sư nói đi, nó tương quan rất là chặt chẽ. Lễ bái ông gì, lễ bái ai,
Bao năm lễ bái, bấy năm cầu khấn cầu, không được hên xui mãi. Bá ngọ, ông nào nhận lễ tao? Ông nào, bà nào, con nào, thằng nào nhận lễ tao? Tao tao cầu nguyện mấy chục năm nay đây mà cứ tử sanh kinh cụ đó làm nhau mấy lần. Kinh cụ thành bại, cuộc thành bại hầu cằn mái tóc. Tại sao tôi cầu nguyện, tôi cúng, tôi lại hoài mà tôi vẫn thành bại hầu cằn mái tóc? Kiếp hùng thông như đúc buồn ra, bệnh trần đòi đỏ tâm can mà lửa cơ đốt ruột giao hàng cắt da. Tại sao mấy ông nhận lễ tôi mà mấy ông để cho tôi như vậy? Góp danh lợi bùng pha sắc sắc, tôi muốn làm quan, tôi muốn làm vua, tại sao mấy ông để tôi cái góp danh lợi của tôi nó đau khổ như là bùng? Còn cha góp đỏ như son, một mai cha mất là góp con như bùng. Mà cái góp của tôi như bùng vậy có nghĩa là tôi còn không được cái gì nữa. À, thằng này góp danh lợi bùng pha sắc xám, mặt phong trần nắng nám mùi dâu. Nếu tôi cầu nguyện với ông được thì cái mặt của tôi đâu có bị nắng nám như là cái mùi của trái dâu bầm đi. Dĩ thân phù thế mà tao bọt trong biển khổ, bèo đầu bến mê. Ủa, cái thân phù thế này nó đau như vậy, như bọt trong biển khổ, như bèo đầu bến mê vậy, thì tôi cầu nguyện với ông hồi đó giờ gì đâu mà mấy ông để cho tôi vậy. Đó, cho nên tôi nói rồi, các Phật tử là nghe với một cái tâm trạng khách quan đi. Rồi các vị là đệ tử Phật, là các vị phải tu, nghĩa là các vị phải tự sửa thân sửa nguyện sửa, và các vị phải hành, phải làm những cái điều mà mình hiểu biết đó của Phật dạy đó. Chứ còn danh sinh cầu nguyện là lúc không có được, không gọi là tu hành được. Đây là tôi nói thiệt thôi, các vị bằng lòng thì các vị thiền định đi, thì các vị là nghiệm đi. Tôi nói nghiệm cho dễ hiểu. Nghiệm đi, các vị suy nghĩ đi, rồi các vị sẽ thấy. Mà nghiệm là suy nghĩ, tức là tư duy quán chiếu thiền định đó. Dựa vào những cái mình nghe, mình biết, mình thấy mà nghiệm, mà suy nghĩ, mà phân tích, mà nhận thức, đó là thiền định, là vậy đó. Chứ thiền định là tư duy tu. Các vị thấy cái đạo Phật dạy rõ lắm không? Không có đầu độc người ta bằng cái kiểu nguyễn hoặc quan đường mê tín dị đoan. Những người làm nguyễn hoặc quan đường mê tín dị đoan đó là ta làm cái nghề đó. Cho nên hồi mới giải phóng nó có cái từ, ở bên giải phóng nó dùng cái từ rất chính xác. Ai là những người hành nghề tôn giáo? Khai ra. Những người tu sĩ là đạo nào cũng vậy, ta gọi là hành nghề tôn giáo. Hành nghề đấy. Tu thiệt đó thì là không cần tôn giáo gì quan trọng hết á. Ta cần một cái học thuyết. Ví dụ như là Phật giáo là giáo lý của Đức Phật, là giáo lý của những người giác ngộ giải thoát dạy. Chứ Phật là cái người, chứ Phật ta nhìn là giác giả là cái người giác ngộ, cái người giác ngộ chân lý, cái người đó từ giác ngộ chân lý mà có ra giải thoát, được nhẹ nhàng, được an lành trong cuộc sống, thì gọi cái ông đó, đó cái người đó, đó là giác giả. Giác giả là người giác ngộ, mà Đức Phật chỉ là một người giác ngộ chân lý. Đức Phật chỉ là một người không nghĩ ác, không nói ác, không làm ác, dạy mọi người cũng đừng nghĩ ác, đừng nói ác, đừng làm ác, để cho nó cuộc sống nó nhẹ nhàng cho mình, cho người, cho tất cả nhân quần xã hội vậy thôi. Chứ Phật không có cái ông gì hết. Cho nên là tu theo đạo Phật tức là phải sửa theo lời Phật dạy. Tu hành theo đạo Phật có nghĩa là phải làm những cái điều mà Phật dạy. Chứ đạo Phật là không có cầu nguyện được. Cầu nguyện được cái thì ôm như hầu Nguyễn Gia Thiều một cái quyển văn học như thế của Việt Nam đấy, chứng minh rằng là không có cầu nguyện cái gì được hết. Nếu cầu nguyện là ta không có khổ. Như vậy thì cái thân của chúng ta mà bị khổ đó là do ngũ ấm nó kết hợp đó nha. Rồi tới một lúc mà mình tu rồi đó, mình lên được cái mức mà mình gột bỏ những cái phiền não vô minh được được nhiều rồi đó, được từng mức độ mà khá nhiều đó,
thì nó ngang bằng với từ cái thân của A-la-hán, ngang bằng với cái thân của người A-la-hán trở lên, thì lúc đó là được gọi là thân ngũ uẩn đó. Ngũ uẩn có nghĩa là năm cái thành phần đó nó tích tụ lại mà nó không có cái chất liệu nhiễm ô ở trong đó. Còn cái thân mà gọi là ngũ ấm ấy, thì cũng năm thành phần đó, cũng sắc thọ tưởng hành thức, nhưng mà nó bị cái chất liệu đó nó bị nhiễm ô. Nó giống như là một cái bánh, tôi nói ví dụ như là một cái bánh in đi, mình làm cái bánh in đi, mà cái bánh in mà nếu mình rang nếp, mình nếp tránh bột nếp tránh rồi mình xay ra bột tránh rồi đường tránh rồi thì mình làm ra cái bánh in nó trắng tươi. Rồi hôm nay tôi nằm tự nhiên tôi nhớ cái cách mình làm bánh in đó. Bánh in cũng là bánh in, mà bánh in trắng tinh là tại vì ta rang nếp tốt, nếp trắng, rồi người ta làm đường trắng, rồi người ta bể gia vị đều là trắng hết đó. Thành ra ta sẽ làm cái bánh là nó trắng. Còn nếu như mình lấy nếp lứt, nếp không có trà cái cám ra, mình rang nếp rồi mình làm cái bánh bằng đường đen, rồi mình in ra cái bánh đen, rồi nghĩa là thậm chí nó dơ dái nữa, thì cũng là cái bánh in. Nhưng mà bánh in nọ thì đen xì xám xịt, thậm chí ăn nhai rào rạo có cát nữa, là tại vì mình để cát cái đất nó lộn ở trong đường đó. Đường là đường dơ. Thế thì là cái bánh in mà làm bột dơ, đường dơ, là nếp xấu để lộn cát đó, thì lúc đó cũng như bánh in mà là bánh in đó làm bằng cái chất liệu bằng là ngũ ấm. Năm chất liệu làm thành bánh in đó là chất liệu không sạch, cho nên cũng gọi là bánh in, mà bánh in ăn đói thì ăn không sao, nhưng mà hết đói là ăn cái đó ăn không có nổi, kêu là rạo vậy. Mà mùi đường đó thì là đường chảy, đường gì là dư dài trong đó, rồi cái bánh đen xì thì đói thì ăn cũng được, nhưng mà no ăn không nổi. Còn cái bánh ta làm ngon, ta dạng hết đường tốt, bánh bột tốt, nếp tốt, làm bánh trắng tinh nè. Thế thì là để ví dụ cho cũng là cái bánh đen, mà bánh đen ăn ngon, bánh đen đẹp, tốt, sạch, đủ tiêu chuẩn dinh dưỡng. Còn cũng là bánh đen mà bánh đen làm dơ, làm dái, làm giống như bánh in ta gọi là giờ ăn đồ ăn ngoài đường phố đó. Ăn đường phố rồi nó tuy đã cắt đó, là tại vì nó dơ chứ. Tại vì làm không đủ cái tính vệ sinh sạch sẽ. Chứ cũng năm thành phần món ăn vậy, nhưng mà ăn bị ế chảy, bị tuy đã cắt. Cho nên là thân của mình đó cũng là một thân. Mà cái thân mà gọi là thân ngũ ấm là thân mới sinh ra là đã mang cái chất có cái chất đau khổ trong rồi, là tại vì đó là thân ngũ ấm. Còn khi mình đưa cái quả a la hán rồi đó thì thân đó cũng năm thành phần sắc thọ tưởng hành thức, mà mình gọi từ đó trở lên thì gọi là thân đó là ngũ uẩn. Chứ uẩn có nghĩa là thành thần, cũng năm thành phần, một thành phần trong sạch thì gọi là ngũ uẩn, cũng năm thành phần đó hợp lại thành ra cái thân. Nhưng mà trong cái năm thành phần đó nó có bị cái chất liệu nhiễm ô không hợp vệ sinh, cho nên bánh này cũng là bánh in đó, nhưng mà ăn có thể bị phá bụng, bị tiêu chảy cấp đấy. Cho nên cái từ ngũ ấm và cái từ ngũ uẩn đó mà chúng ta mình suy nghiệm ra nó có cái hay của đạo Phật. Chứ không phải là muốn nói sao nói, là muốn nói lúc nào, muốn nói ngủ ấm, muốn nói lúc nào ngủ quẩn, nói mà hỏi tại sao không biết. Thế là không có học Phật, mà không học Phật thì nói không trúng đạo Phật đâu. Vì không trúng đạo Phật cho nên là chết rồi á, thì ngủ ấm hay là ngủ quẩn là đều là cái ấm nào nó trả về cho ấm đấy. Vậy mà mình nói rằng là còn có một cái ấm để nó thành ra cái thành hồn đó, nó thành một cái nó đi tùm lum vậy đó. Mình nói chết rồi còn có cái thành hồn, bởi vì cái thức quẩn nó thành ra cái thành hồn. Rồi còn có những cái thằng nói bậy nữa, nó nói là đừng chết rồi đừng có động tới 8 tiếng đồng hồ sao, vì cái thức nó còn đó.
cái thức nó còn đó, đụng cái rồi cái thức nó sanh, cái nó không giải sinh cực lạc được. A Di Đà Phật. Nói như thế là lừa mị bổn đạo một cách không có căn cứ gì hết. Cho nên tôi nói nó có cái khổ riêng, mỗi người có cái nỗi khổ riêng là vậy đó. Cái kiếp thầy chùa của tôi làm thầy chùa tôi có cái nỗi khổ riêng, bởi vì tôi nghe những cái vậy đó chịu không có nổi. Mà người ta làm ăn một cách quá dễ dàng đi, người ta nói thật rất mà người ta lấy tiền nó quá dễ dàng đi, còn mình đó thì mình cố nói thiệt cho người ta ghét, quá trời ghét, người ta không ưa rồi người ta tuyên truyền cô lập mình nữa, mình chẳng được ăn cái gì, chẳng có đệ tử gì, chẳng có chùa chiền gì, chẳng có đất đai sự nghiệp gì, bởi vì nói kiểu này thì bao nhiêu người cũng. Cho nên là cái kiếp thầy chùa đó, nó có cái đau khổ riêng của thầy chùa. Nhưng mà may là tôi không có chủ trương giàu có, cho nên là đời sống sao cũng được. Chứ mà nếu mà ham chùa chiền, ham đất đai, ham sự nghiệp, ham làm tháp đẹp, ham làm chùa to là có cái đức tự tử để sống không nổi. Có mấy người cúng ở đâu mà làm, lấy cái gì mà làm. Còn cái mà nói càng nó ẩu á, có khi lại dễ kiếm tiền lắm. Đây cho nên là cái mình nói thiệt là hơi khó đó nha. Tôi nói cái này là các vị nào mà không giữ ý là cứ bỏ nha, cứ bỏ. Tôi không cố ý tuyên truyền để tôi làm giáo chủ hay cái gì hết. Tôi là cố ý nói đạo Phật dễ cho người nào bằng lòng nghe là nghe vậy thôi. Chứ tôi không cần giáo chủ gì hết. Tôi hiện giờ tôi chẳng có cái chức gì, cái tước gì và sự nghiệp gì. Mà nếu mà muốn chức, muốn tước, muốn sự nghiệp là không bao giờ dám nói vậy. Nói vậy là ai đâu mà phong mình, mà tôn mình. Cái thành phần nó quá ít. Thành phần mà nghe mà bằng lòng là để mà chịu tư duy, chịu nhận thức là quá ít. Cho nên bây giờ thì tôi không cần là tôi phải nói cho nhiều. Mà tôi muốn nói những cái tôi thích nói. Tôi muốn những cái cho người đệ tử Phật thiệt, đệ tử Phật muốn tu, để biết rõ cái nào là đúng, cái nào là không đúng. Cho nên tôi nói cái thân mà của chúng ta đây đó nha, là thân ngủ ấm đó nha. Cái thân mà còn bị vô minh phiền não nó chi phối hàng ngày làm cho chúng ta đau khổ, đó là thân ngủ ấm. Nghĩa là nó còn những cái chất, cái tánh phiền não vô minh nó lẫn lộn trong chúng ta. Cũng như cái bánh in tôi nói nãy, cái loại bánh in mà mình làm còn đường thì đường dở, có cát ở trong đó. Còn nếp thì nếp lứt, mà nếp thì là nếp cũ nên nó ăn cho ăn nó hôi mốc, không có cái mùi bánh in. Chứ bánh in thiệt thì nó không phải vậy à. Mà bánh in này mà ăn không được mà nó có hôi hôi cái mùi kỳ kỳ, mà cái đường nó thì nó ngọt, mà nó ngọt cái kiểu là lạ, là đường chảy, đường mốc, nếp bóc, thì cái bánh in nó không ngon vậy đó. Chứ không phải bánh in là dở như vậy. Bánh in ngon lắm, ăn uống nước trà lát bia này là ngon lắm. Nhưng mà có loại bánh in ăn không được là tại vì nó có cái hư ở trong, nó mang cái mầm hư, mầm thúi, mầm dơ, mầm không có vệ sinh trong. Thì thân mình là thân ngũ ấm đây. Vì vậy cho nên Phật dạy là phải quán là ngũ ấm là vô ngã, không có cái tính bền chắc, không có cái tính độc lập, tự chủ được. Mình bị vô minh đã sai xử đó. Hey. Thế thì là bây giờ tôi nói trở lại, bởi vì tôi nói hoài đâu có hết. Nói nhiều khi nó đi, nhớ tới cái món này cần nói, nhớ tới cái món kia cần nói. Nói riết có khi nó đi xa. Nó đi xa vấn đề là lâu lâu rồi phải kéo ngược trở lại, giống như kéo kim đồng hồ vậy đó. Giống như bên Washington vậy đó, mấy tháng thì phải kéo kim đồng hồ lui lại, rồi mấy tháng thì phải kéo kim đồng hồ tăng lên. Vì vậy cho nên là bên Việt Nam với bên Washington DC hay là bên Pháp cũng, bên Anh cũng vậy, đồng hồ là phải kéo kim tới kéo kim lui, là tại vì nó không phải như nhau một thứ. Thời gian này, thời gian khác.
nó lệch đi, khác đi, nó két cái đồng hồ. Còn tôi thì tôi nói bởi vì những cái cần thiết đó nó nhiều quá đi, thì tôi nói nó hơi xa xa, hơi xa xa rồi tôi phải két cái đồng hồ trở lại. Thế thì hồi nãy đó nha. Nói tới cái việc mà mình gọi là tu hành để ra khỏi cái cõi, ra khỏi tam giới đó. Mà ra khỏi tam giới cũng tức là ra khỏi cõi ta bà. Bởi vì cái cõi ta bà trong đó nó có ba cái cách sống. Cách sống đam mê theo cõi dục gọi là dục giới, đam mê theo vật chất gọi là sắc giới, đam mê theo cái một cái tâm hồn yếu đuối là quyến quật quan đường, trông chạy từ bên ngoài ta, không tin tưởng vào cái khả năng giải phóng cho ta, ta gửi gắm cho người ngoài, cho thần linh, cho nhất thần, cho đa thần, thì gọi đó là vô sắc giới. Đó là ba cách sống ở trong những người ở trong cõi ta bà, có ba cách sống như vậy. Đấy, thế thì là cái từ mà cõi ta bà đó là như tôi nói ghê bài rồi đó. Chúng ta là người ở trong cõi ta bà, cái thân của chúng ta là do ngũ ấm hợp thành, cho nên cái thân của chúng ta bây giờ là không được gọi là thân ngũ uẩn, nghe chưa? Để tư Phật chúng ta phải hiểu rằng thân chúng ta là thân ngũ ấm chứ không phải là thân ngũ uẩn. Khi nào muốn nói thân ngũ uẩn là chúng ta phải tu, chúng ta phải gột rửa bỏ hết cái kiến hoạch và tư hoạch ở trong tam giới, ở trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Thì lúc bây giờ chúng ta, cái thân của chúng ta cũng năm thành phần này, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, được gọi là thân ngũ uẩn. Còn như bây giờ chúng ta chưa gột rửa, chưa bỏ hết được cái kiến hoạch và tư hoạch, thì thân chúng ta gọi là thân ngũ ấm. Cho nên chúng ta chịu cái sự chi phối của ba khổ và tám khổ trong giáo lý tứ đế mà chúng ta đã học. Cho nên là chúng ta gọi là tu hành là chúng ta gột rửa những cái nguyên nhân đau khổ của ba cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, để ra khỏi được thế giới ta bà. Mà ra khỏi thế giới ta bà tức là chúng ta giảng sanh rồi đó. Nói một cách khác là nếu chúng ta gột rửa hết, được gột rửa hết cái nguyên nhân đau khổ của ở trong tam giới, đó là kiến hoặc và tư hoặc, thì chúng ta được vãng sanh cực lạc ngay trong lúc của chúng ta còn sống, còn sinh hoạt trên cõi đời này. Đặt cái chỗ đó là chỗ để ý đó. Cho nên cái bài bữa trước tôi nói là cực lạc và ta bà không có phải là cái thế giới cách xa nhau, ranh giới khác nhau, mà là một thứ. Trong đạo Phật chúng ta có cái từ pháp giới bất nhị, pháp giới không có hai. Cái vũ trụ này không hề có cái hai. Nếu chúng ta còn đầy nhảy dục vọng, vô minh che lấp cái cách sống của tam giới, của cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, nếu chúng ta còn cái sống đó thì chúng ta bị cái khổ nó chi phối, chúng ta ở trong quả ta bà. Nếu chúng ta tu tập
gột rửa hết cái kiến hoạch và tư hoạch là cái nguyên nhân chịu khổ trong tâm giới đó, chúng ta gột rửa hết thì chúng ta không còn bị cái khổ vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh của cái cõi, của cái thế giới ta bà chi phối nữa, mà không còn bị chi phối chứ tất nhiên là chúng ta là ra một cái thế giới an lạc chứ gì. Đấy, như thế thì từ đó chúng ta có cái thế giới gọi là vãng sanh cực lạc, y như cái bàn tay vậy, hễ không còn là ấp nữa thì bàn tay đó gọi là bàn tay lật ngửa vậy thôi. Bàn tay không còn ấp xuống nữa thì là lật ngửa nó lên thì nó lật ngửa thôi, chứ cũng một bàn tay vậy. Bởi vì cái nguyên nhân mà đau khổ ở cái cõi ta bà của Đức Phật Thích Ca là giáo chủ đó, là kiến hoạch và tư hoạch. Người nào còn nặng trĩu bị kiến hoạch tư hoạch nó tác động, nó hoành hành, nó cùng đi với cái thân ngũ ấp, thì người đó coi giống như là cái bàn tay bị ấp xuống, bàn tay đó mà bị ấp xuống, ấp xuống thì nó không có chịu cái chuyện soi rõ của sắc mặt trời, cho nên nó có thể nó bị đen tối, thậm chí nó bị tụt nó. Bởi vì bàn tay suốt cái gì lên bàn tay nó bị đen tối và nó bị tụt nó. Còn nếu là tu hành, gọi là tu gọi là hành đó mà gột rửa và là quá giải những cái kiến hoặc cái tư hoặc đó thì lúc bây giờ giống như là bàn tay lật lên thì không còn tụt rớt xuống và chịu hấp thu được cái ánh sáng mặt trời trọn vẹn, thì lúc đó ra là giống như bàn tay lần nữa vậy, có thể ướp rồi lần nữa vậy, khi là tiếp tục trọn vẹn ánh sáng và không còn bị rớt tụt, cái gì đứng trên bàn tay không có rớt, không có tụt nữa. Đó là để diễn tả lên cái trạng thái, cái tâm tư, cái cuộc sống của con người được vãng sanh cực lạc nó cũng y như vậy, chứ không có đi đâu hết. Thành ra ta bà và cực lạc không có hai, hai mà không hai, không phải một mà không phải hai, nào vẫn đâu có cái từ đó. Nói hai mà không phải hai, mà gọi là hai vậy thôi, chứ kỳ thật nó có một, một mà không phải là một, nó có thể là hai. Bởi vì ấp xuống thì là một bàn tay, mà nửa lên cũng một bàn tay thì đâu có hai được. Sống ở trong kiến hoặc tư hoặc đầy nhảy thì đau khổ gọi là quả ta bà. Mà quá giải được cái, mọi người đều có khả năng quá giải kiến hoặc tư hoặc thì coi như bàn tay là lại rồi, thì gọi là nhắc sánh cực lạc. Cho nên cái chữ cực lạc đó là một cái cách khác của Đức Phật giải, dùng cái danh từ khác mà thôi. Chứ cực lạc cũng tức là niết bàn, niết bàn cũng tức là thế giới cực lạc, thế giới cực lạc cũng tức là thế giới niết bàn. Mà Đức Phật hồi xưa đó đi tu và thành đạo rồi đó, là cùng với 1250 đệ tử mà có tu hành có chứng đạo đó, những người đệ tử A La Hán đó không còn gọi là cái thân ngũ ấm nữa, mà các vị đã được cái thân ngũ uẩn đó, thì Đức Phật và các đệ tử có được vãng sanh đó chứ. Những người có được những người mà trừ bỏ hết kiến hoặc tư hoặc là những người đó đã vãng sanh cực lạc rồi đó chứ. Mà giải thích cực lạc mà không có đi đâu hết, không có bay cao, không có giải xa, không có qua cái thế giới nào khác, mà ở tại trên cái mặt đất mà chúng ta đang ở đây, mà có được giải thoát, có được giác ngộ, thì gọi đó là niết bàn. Đấy, vậy thôi. Có được cực lạc mà không có cần bay cao, không cần giải xa, không cần phải di dời chỗ khác ở, mà được an vui hoàn toàn, được sung sướng hoàn toàn, thì đó là cực lạc chứ gì nữa. Không có khổ mà chúng sanh ở trong cái tất gọi là cảnh giới cực lạc là không có bị các cái sự khổ mà chỉ hưởng các điều vui, gọi đó thế cho nên đi khỏi đó gọi là cực lạc. Vậy thì Đức Phật Thích Ca thành đạo rồi cùng với
là 1500 vị đệ tử mà chứng được cái niết bàn rồi đó, thì cũng là hoàn toàn không có bị các sự khổ mà hoàn toàn hưởng các niềm vui. Vậy thì là những gì đó là quả sự cực lạc rồi đó. Cho nên nói như vậy để Phật tử nhớ rằng là cực lạc là cảnh giới rất vui, an vui, tổ vui. Đức Phật cùng với các đệ tử Phật đã được quả sinh cực lạc ngay lúc mà còn ở trên mặt đất. Do vậy cho nên tôi kết luận rằng là ta bà cực lạc là không có phải là xa. Học cái này khó đó. Không có thiền định là các vị không có nghiệm ra cái này. Phải có thiền định gọi là tham thiền thì các vị mới có tư duy ra cái này. Mà tư duy ra cái này thì các vị tu hành tôi thấy nó dễ ợt hả? Nó dễ ợt là vì các vị không có cần giảng sanh gì hết trơn á. Mà các vị tự giảng sanh rồi, giảng sanh cực lạc rồi mà không cần đi đâu hết á. Không cần chờ ngày chết cái tu mà chờ ngày chết mới rước thầy chùa lại mà tụng mà để mà đem cái hồn giảng sanh, đó là hoàn toàn các vị không phải là đệ tử Phật Thích Ca đâu. Những người đệ tử Phật Thích Ca không bao giờ chủ trương mình có một cái hồn. Cái hồn từ đâu mà ra? Từ sức đại ư? Từ là sức quẩn ư? Từ là sức ấm ư? Xin thưa các vị, các vị mơ mộng này, các vị mơ mộng trong lúc các vị mở con mắt nghe là con mai ngày mắt phụng, các vị mở lân lân đàng hoàng mà các vị nằm trên bao rồi đó. Mày ngày mắt phụng long lanh đàng hoàng, có chế những cái nước gì vô tôi thấy nó trong đẹp lắm rồi. Nhưng trong khi mà nói chuyện mình ngồi mình liếc mà nó cái nước trong đẹp đẹp nó đẹp lắm rồi. Nhưng mà các vị nằm mơ rồi đó. Nếu các vị nghĩ rằng là các vị có cái thức quẩn để nó thành cái linh hồn để nhờ mấy thầy chùa mà triệu tỉnh cái linh hồn đó để đưa đi cực lạc ở phía mặt trời lạnh, là các vị là dầu có mắt đẹp lớn nào đi nữa còn mở đạt là đó. Nhưng mà các vị đang nhầm mơ rồi. Đạo Phật không có dạy gì. Nhưng mà tôi xin mở vô mặt nha, nếu các vị là đạo khác là tôi không có nói à. Các vị muốn tin sao vị tin, tôi có quyền nói. Nhưng mà nếu các vị là đệ tử Phật, là người đệ tử Phật, là tôi có quyền nhắc nhở như thế. Nếu các vị tin là cái thành thức các vị nó thành ra một cái linh hồn để nhờ mấy ông thầy cúng đưa đi giảng sanh bằng máy bay hay gì đó, không nghe mấy ông nói, nhưng mà các ông vẫn đưa đi. Mà đưa đi hướng nào thì nói đúng không? Có chứ, mặt trời buổi rạng sáng là đông, mà sẩm tối là tây, mà tây đâu có. Vậy mà các ông đưa đâu thì tôi không biết, chuyện đó chuyện của các ông và các vị. Chứ các vị không có cái linh hồn để được đưa qua phía tây phương gì hết. Cái đó mới tu thiền mới hiểu được, mới lột bỏ được cái cặp kính màu đen mà mình tưởng là trời đất là vậy. Mình mang cặp kính màu đen mà mình tưởng trời đất lúc nào cũng đen như vậy, chứ không phải vậy đâu. Muốn thay đổi, muốn thấy được sự thật phải lột cái cặp kính màu, chứ không là các vị ở đi vào trong cái quỹ đạo bị mê hồn trận của những vị thầy cúng. Mà thầy cúng là Đức Phật hồi xưa là rất là không bằng lòng, rất là sợ, là thuộc về cái hàng Bà La Môn đó. Cúng không có nguyện được cái gì hết á. Không nguyện được gì hết. Nguyện được cái gì thì làm sao nó đến độ nghèo gì. Cho tới thậm chí là ngày nay cũng vậy nữa. Ngày nay bây giờ các đạo ta cũng còn cúng kính lễ bái, cũng giữ nó đức tin gì dữ lắm đâu. Mà cầu nguyện đâu có được. Nó cầu nguyện thì nó đến độ đâu có mà chậm tiến hơn nước Nga, nước Mỹ. Hơn nữa, chậm tiến hơn nước Anh. Ấn Độ bây giờ là một cường quốc đó, có nguyên tử rồi đó. Nhưng mà đâu có bằng nước Nga, đâu bằng nước Anh, đâu bằng nước Mỹ, đâu bằng nước Pháp. Tại sao đám còn nghĩa đạo nhiều lắm, cái nước của mình nhiều đạo lắm, tại sao ta không hùng lại mà cầu nguyện? Cho nên cái cầu nguyện không được, đừng có dạy được mà lễ bái ông gì, lễ bái ai, bao năm lễ bái, mấy năm cầu khấn cầu không được, hên xui mãi bá ngõ ông nào nhận lễ tao, làm cho tao tiền mất tật mang không được cái gì.
Cho nên nói là có nghe đó. Thật ra là con người của mình là không phải là con người có tội đâu nha. Sinh ra một con người cái thân ngũ quẩn là con người cái thân sạch sẽ đó là năm thành phần, nó có quyền tổ hợp bằng năm thành phần, năm cái nhóm đó, sắc thọ tưởng hành thức. Nhưng mà khi mà nó tội lỗi là tại vì nó có pha lộn lẫn lộn với cái tấm vô minh, tham sân si mạn nghi, thân kiến nghi kiến là kiến như thủ với cánh thủ, do nó lẫn lộn cách đó mà nó làm cho cái thân ngũ ấm của con người bị khổ đó. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta hiểu được cái nguyên nhân của khổ đau là từ cái thân ngũ ấm. Mà cái gì làm ra năm cái chất liệu này, năm cái thành phần này, sắc thọ tưởng hành thức này làm cho nó thành ra cái thân ngũ ấm, là cái gì làm nó làm ra nó? Thì như tôi nói hồi nãy là tại vì cái bột, cái đường, cái nguyên liệu làm ra cái bánh này mình không có gặt lọc sạch, cho nên mình bị cái chất nhiễm ô thiếu vệ sinh của bột, của đường. Hay là cái bữa ăn cũng vậy, cái bữa ăn mình lấy bữa ăn mà nấu ăn đấy, năm cái chất, năm cái món ăn mà mình nấu trong cái mâm, mà nấu năm cái món ăn đó trong cái mâm mà nếu mà nấu ngon mà đúng vệ sinh thì đúng theo cái tiêu chuẩn quốc tế là người ta ăn nó bổ, nó béo mà nó ngon đấy chứ. Nó thành ra một cái mâm, một bữa tiệc ăn ngon bổ béo đấy chứ. Nhưng mà cũng năm cái món nấu ăn, năm cái dĩa nó, thức ăn như vậy mà nếu mình nấu mà nó dơ dái, nó không hợp vệ sinh, từ rau cỏ tới thịt tới nồi cái gia vị mà mình nêm cái đồ đó, bẩn cái nhơ nó có như trùng cái động mình ăn nó phá bụng người ta, nó giống như vậy đó. Thân của ấm này trong nó nếu mình làm hợp vệ sinh thì trong cái thân của chúng ta là có những cái chất dinh dưỡng. Cái dinh dưỡng đó là chúng ta có thể sống trong thường, trong lạc, trong ngã, trong tịnh. Những cái tâm thường, lạc, ngã, tịnh nó vẫn có ở trong ta nếu chúng ta không để cho nó bị nhiễm ô. Tức ăn ngon, dinh dưỡng tốt, cùng khỏe mạnh nó có trong những cái mâm, cái cổ thực phẩm đó. Nếu chúng ta không làm cho nó nhiễm ô đó, nó bị nhiễm khuẩn. Cho nên là cái con người chúng ta nó có khả năng là hưởng thụ những cái tánh gọi là như lai trên các diệu tâm, tức là cái tâm màu nhiệm giác ngộ tròn đầy sáng suốt ở trong con người của chúng ta có cái đó, gọi là như lai trên các diệu tâm. Trong con người chúng ta có cái gọi là thật tánh, tức là cái tánh mà có khả năng làm cho con người hoàn toàn không bị khổ đau, không bị vô minh phiền não tác động chi phối, thì con người ta có cái tánh an lạc hoàn toàn, gọi đó là Phật tánh. Trong con người của chúng ta có cái gọi là tri kiến Phật. Tri kiến Phật là có cái tri kiến, có cái hiểu biết thanh tịnh từ cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, sáu cái thức đó. Nó phát xuất từ năm cái căn là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Nó phát sinh ra sáu cái thức, nó có khả năng nhận thức một cách trong sáng, nó làm cho nó nhận thức được sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu cái cảnh đó không hề có nhiễm ô.
Thế thì là từ cảnh cũng thanh tịnh đó chứ. Rồi từ căn, cái căn của mình cũng vốn thanh tịnh đó chứ. Căn cảnh đều là tự nó thanh tịnh mà. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng là chỉ pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tưởng, các pháp từ xưa nay cái tánh của nó, cái tướng của nó, cái lực dụng của nó là tự thanh tịnh đó chứ. Mà tại vì là cái ngũ quẩn của mình nó bị có nhiễm khuẩn nhiễm ô, nhiễm khuẩn độc vi trùng, vi trùng không có hợp vệ sinh. Chứ thật sự Phật đã dạy rằng là chúng ta có cái gọi là thể tánh tịnh minh, tức là cái tánh mà cái tánh bản thể của chúng ta nó vốn là tịnh vốn là minh đấy chứ, vốn là trong sạch vốn là sáng suốt, không hề có nhiễm ô, không hề có đau khổ. Là cái tâm của chúng ta, là chúng ta sống bằng vọng tâm thì nó lại thành ra cái thành ngũ ấm. Mà chúng ta sống bằng chân tâm á, chân tâm thường trú á, cái chân tâm mà vốn có sẵn ở chúng ta diễn cứu đó, là cái đó là cái chân tâm. Thế thì cái đó là nó từ cái thân ngũ quẩn trở lại, từ thân ngũ quẩn của những bậc A La Hán, những bậc Thật Lan Duyên Giác Bồ Tát Phật, lúc bây giờ nó sống bằng cái thân ngũ quẩn. Rồi thì người ta đã cạn lọc cái chất phiền não vô minh hết rồi, thì lúc bây giờ là ta có cái thân trong sạch đó, ta sống bằng cái thể tánh tịnh minh, ta sống bằng cái chân tâm thường trú vốn có của chúng ta đó chứ. Do vậy cho nên là những bậc mà chứng đạo giác ngộ ra là những bậc ta sống bằng cái thể tánh tịnh minh vốn có của người ta, ta sống bằng cái chân tâm thường trú vốn có của người ta, người ta sống bằng cái Như Lai Nguyên Giác Diệu Tâm màu nhiệm trong sáng thanh tịnh của người ta, người ta sống bằng cái chi kiết Phật, cái thấy cái nghe cái ngửi cái nếm cái xúc biết đều là không có vô minh phiền não của người ta. Mà mọi người chúng ta, mọi người đệ tử Phật chúng ta đều có quyền sống như vậy. Nhưng mà chúng ta là tại vì chúng ta chưa gột rửa hết những cái vô minh, những cái phiền não, những cái dục vọng ở trong tam giới, cho nên cái thân của chúng ta còn gọi là thân ngũ ấm, mà ngũ ấm là bị sự che đậy của dục vọng, của phiền não, của vô minh, cho nên chúng ta bị khổ đó thôi. Chứ ai cũng có quyền gột rửa những cái dục vọng, cái phiền não, cái vô minh của tam giới để được sung sướng, để được an lành, để được hạnh phúc, để được vãng sanh là cả đấy. Mà cái đó nó còn rồi thì tóm lại là vấn đề là cũng do ta làm chứ không phải cầu nguyện này nha. Cuộc đời tôi là tôi không thích cái cầu nguyện gian sinh lại luôn, hướng ngoại không có đâu. Đạo Phật không phải là đa thần giáo, không có ông thần nào giúp đỡ ta. Đạo Phật cũng không chủ trương nhất thần giáo, không có một ông nào giúp đỡ chúng ta. Mà đạo Phật chủ trương rằng kim thanh tiện tu biết đến, hưởng liệu bất do việc nhân, đời này tự mình định đoạt số phận mình, chớ đừng trông chờ mong đợi ai khác. Mình có là các vị qua từ Việt Nam, mà các vị sang Hoa Kỳ, sang Úc, rồi sang Canada, sang Anh ấy, các vị có đi đến đó là các vị cũng phải tự làm mà ăn chứ, chứ đâu phải là các vị đi tới cái nước người ta rồi các vị tự có ăn đâu. Cũng phải do các vị tự quyết định số phận của các vị, giàu nghèo sang hèn sướng cực là do tài năng và do trí tuệ và do cần cù của mình, chứ không do người khác được. Dù là đi tới nước giàu nhất, sung sướng nhất, cho nên tôi nói cái này là tôi nhắc hoài cái chỗ đó, bởi vì cái tu hành của con người, của con người nói chung là người ta gửi gắm tâm hồn mình cho cái đấng siêu nhân, cái đấng siêu nhiên, cho cái đấng bề trên, cho cái đấng thiêng liêng gì đó, cái đó không phải là Phật. Trên thế giới người ta có quyền tin tưởng, đó là tự do tín ngưỡng của người ta, tự do hành động của người ta. Còn mình là người mệnh danh là đệ tử Phật thì mình phải học theo của Phật thôi,
của Phật là phải tự mình định đoạt số phận mình. Cái đó khó nghe. Thầy có người nói tôi cái cách là tôi nói như vậy là nó đụng chạm tới nhiều cái nghi lễ, cái tập quán của nhiều vị tu hành trong nước cũng như ngoài nước, rồi người ta buồn, rồi người ta không thích. Tôi không có ý mà nói những cái không tốt, mà chỉ những cái sống của người khác, không có ý đó. Nhưng mà đây là nói thiệt, vai trò bổn phận trách nhiệm của một tu sĩ Phật giáo nói với cái hiểu, cái học, cái hiểu và trên bước đường tu tập của mình, thì mong rằng là Phật tử nào mà bằng lòng nghe thì các vị nghe, rồi các vị tự thấy bằng lòng là tự tin rồi tự sửa, còn bằng xong thì có nhóm nghe gì đó dễ xong. Hết giờ rồi, xin ngừng ở đây vậy. Và cái bài này, cái bài Ta Bà Thế Giới này còn triển khai nữa, xin hẹn lần tới sẽ nói rõ thêm về cái Ta Bà Thế Giới này để làm sao để được ra. Còn cái ra rồi mình đi đâu đó thì coi như các vị nghe tới đây đã hiểu rồi đó. Ra rồi là mình đi đâu? Ở bên kia mình bỏ cái bè úp ha, mình lần nữa thì mình là hướng về hướng trên chứ đi đâu nữa vậy? Các vị hiểu được cái đó rồi đó chứ gì? Cái bàn tay nè, hãy úp ra thì nó bị che đậy, nó bị hút ánh sáng. Và cái gì ở trong cái bàn tay bị úp ra nó có thể bị rớt, bị tuột. Nhưng mà nếu mình lật ngửa lại thì nó tiếp thu hoàn toàn ánh sáng ở phía trên không gian của mặt trời. Và cái gì để đựng cái bàn tay nó không rớt, không tuột. Thế thì là cũng một bàn tay, mà tùy theo ở trong bàn tay úp thì nó khác, mà ở trên bàn tay ngửa thì nó khác. Cũng là một vũ trụ bao la, một thế giới, mà ở trong phiền não vô minh thì gọi đó là ở trong cõi Ta Bà, chịu nhiều thứ khổ, tam khổ và bát khổ. Rồi cũng ở trong cái thế giới vũ trụ này mà mình gột rửa hết những cái nguyên nhân, những cái khái niệm, những cái chất liệu của khổ đau, thì giống như mà tay lật lên vậy, nó được sản xuất vậy đó, nó hết đau khổ, thì gọi đó là ở cảnh giới an vui tột cùng. Mà cảnh giới an vui tột cùng không có bị khổ, tức là cực lạc, dễ thôi. Chứ cực lạc thì Ta Bà không có ở chỗ khác. Cái đó khó, khó nghe, khó hiểu, mà không phải là ai cũng không hiểu. Có chứ, có người hiểu được. Thí dụ như tôi hiểu được, và cũng có số Phật tử ta hiểu được. Có số Phật tử ta cải tạo cái tư tưởng của người ta, ta không còn trông mong ở bên ngoài người ta nữa, mà người ta học cái câu kim sinh tiện tu quyết nó, tưởng liệu bất do biện nhân, đời này tự mình định đoạt số phận mình, không hy vọng mong chờ trông đợi nơi ai khác. Giống như mình giàu ở Việt Nam, trong những lúc nghèo nàn thiếu thốn, mình đi tìm cái sinh ra bằng ở nước khác, mà tới nước khác rồi cũng phải tự mình làm để mình sống thôi, chứ mình trông chờ mong đợi người ngoài sao được. Đại để mà tu hành nó cũng vậy thôi. Hết giờ rồi, xin ngừng ở đây, hẹn làm sao.